Trả bạn ngày hôm nay, check-in năng lượng tình cảm người ấy dành cho bạn. Ở đây chúng ta có hai tụ bài, các bạn hãy chọn cho mình một trong hai tụ bài mà các bạn yêu thích nhất nhé. Đến với tụ bài thứ nhất, đối phương của các bạn có lẽ là người khá cẩn trọng và khá nghi ngờ trong câu chuyện tình cảm. Bởi vì trước đây có lẽ họ đã từng gặp một cái biến cố hoặc là một vết thương nào đó rất lớn khiến cho họ không còn có niềm tin về chuyện tình cảm. Do đó hiện tại, mặc dù tình cảm dành cho bạn là có, nhưng cái tình cảm nó mới chớm nở và nó ở mức khởi đầu thôi. Hiện tại hai bạn đang có một mối quan hệ rất là tốt với nhau, ở đó hai người giúp đỡ lẫn nhau, giống như là những người bạn thân, những người bạn tốt vậy đó. Tuy nhiên, đối phương của bạn đang muốn cái mối quan hệ nó dừng ở mức hiện tại, bởi vì họ sợ rằng nếu đẩy mức quan hệ này cao hơn thì có thể những câu chuyện cũ sẽ lặp lại, bởi vì họ chưa có được niềm tin nơi bạn, họ chưa thấy được cái tương lai của mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu, về đâu. Do vậy, nếu bạn muốn theo đuổi người này thì có lẽ bạn cần phải rất kiên nhẫn và phải chủ động hơn rất nhiều để chứng tỏ tình cảm của bản thân, lấy được lòng tin của người này, cho họ biết rằng những câu chuyện tình cảm cũ mà họ đã trải qua thì có thể rằng nó sẽ không có lặp lại ở trong hiện tại. Nhìn chung, người này có tình cảm dành cho bạn nhưng họ cố giấu đi và không thể hiện rõ ràng. Trong câu chuyện này có lẽ bạn cần phải chủ động nhiều hơn. Đối với các bạn chọn tụ bài thứ hai, nếu các bạn còn độc thân thì chúc mừng các bạn, chắc là các bạn sắp có người yêu rồi đó. Còn nếu như các bạn đã ở trong một mối quan hệ với một ai đó thì các bạn không cần phải lo, vì tình cảm họ dành cho các bạn rất nồng nhiệt, ấm áp và lãng mạn. Khi ở bên cạnh bạn, họ luôn cảm thấy bình yên, thoải mái và hạnh phúc. Đồng thời, họ cũng là một người rất là chủ động trong chuyện tình cảm. Do vậy, họ không bao giờ ngần ngại thể hiện tình cảm của mình ở trước mặt đám đông hay là thể hiện với bạn. Với cái cách thể hiện của người này vừa lãng mạn, vừa êm ái mà cũng có phần gì đó rất là nồng nhiệt và đầy máu lửa. Họ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì bạn, chỉ cần bạn yêu cầu, bạn nói hôm nay bạn muốn ăn cái gì nè, hay là bạn thích cái gì, là họ sẵn sàng làm điều đó, làm tất cả mọi thứ trong chính khả năng của họ để đáp ứng bạn. Nhìn chung, năng lượng tình cảm của người này dành cho bạn rất là nhiều và tiến về phía bạn rất là nhanh. Trong câu chuyện này, bạn nên là người bình tĩnh để kiểm soát được tốc độ phát triển của mối quan hệ, không cho nó phát triển quá nhanh, bởi vì cái gì nhanh quá thì cũng không tốt. Hãy để cho mối quan hệ được có một cái sự cân bằng nhất. Hãy cứ tận hưởng nhưng đừng để mình bị cuốn đi nhé. Cảm ơn các bạn.